Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị trong 24 giờ qua. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố có tuyến quốc lộ đi qua, đẩy mạnh tuyên truyền vận động và xử lý nghiêm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Qua đó lập biên bản xử lý trên 3.300 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 7 tỷ đồng. Trong đó có hơn 120 trường hợp vi phạm chở hàng quá trọng tải và 1.300 trường hợp vi phạm về tốc độ. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả các chuyên đề nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 11 tháng 7 trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, địa phận tỉnh Hải Dương. Trước đó, vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô do lái xe Quách Văn Lâm, sinh năm 1989, điều khiển, chở 11 người đã va chạm vào phía sau cùng chiều với một xe ô tô khác do Đặng Quốc Hoàng, sinh năm 1983, điều khiển. Trên xe có chở theo 2 người, phanh gấp ở làn đường số 1, đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Sau khi xảy ra va chạm, Đặng Quốc Hoàng và Trịnh Tuấn Anh, người đi cùng xe với Hoàng, đã xuống tranh cãi với lái xe Quách Văn Lâm tại khu vực đầu xe ô tô của Lâm. Vào thời điểm này, một xe ô tô khác đang lưu thông trên cao tốc đã đâm vào các xe đang dừng này. Vụ tai nạn khiến Trịnh Tuấn Anh và Quách Văn Lâm tử vong, 12 người trên 3 phương tiện bị thương tích, được đưa đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch trên 100 tỷ đồng. Khi chuẩn bị diễn ra giải bóng đá châu Âu và giải bóng đá Nam Mỹ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đợt cao điểm tấn công tội phạm cá độ bóng đá trên mạng Internet. Công an thành phố Hạ Long đã xác lập chuyên án và phá thành công bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá lớn này. Các đối tượng gồm Cao Đức Quý, sinh năm 1971, trú tại xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Nguyễn Tiến Đường, sinh năm 1985 và Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1975, Vũ Văn Nam, sinh năm 1986, đều trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long. Lê Đức Hiệp, sinh năm 1986, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long. Theo thông tin ban đầu, trước khi bắt đầu diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024, Cao Đức Quý đã liên hệ với một số người quen qua mạng Internet để lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp Master, đăng nhập trên website https://hira88.com. Khi có tài khoản, Quý cấp cho Nguyễn Tiến Đường một tài khoản đại lý với hạn mức 15.000 điểm, tương đương với 900 triệu đồng. Sau đó, Đường tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản thành viên cho Vũ Quốc Việt, Vũ Văn Nam và Lê Đức Hiệp để hưởng tiền hoa hồng. Nguyễn Tiến Đường khai nhận về tỷ lệ ăn chia giữa các thành viên trên nhóm. Ví dụ, 1 triệu thắng thua thì Đường được 500.000 đồng. Hình thức chơi, quy đổi điểm ảo trên máy ra tiền thật. Một điểm ảo trên máy tương đương với 100.000 đồng, trận lớn nhất khoảng 100-120 điểm. Sau một thời gian xác lập chuyên án ngày 5 tháng 7, Công an thành phố Hạ Long đã tổ chức phá án, bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây. Cơ quan công an cũng trích xuất dữ liệu cá cược trên các tài khoản cược của các đối tượng, qua đó xác định từ tháng 5 năm 2024 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng này đã giao dịch số tiền trên 100 tỷ đồng. Thượng tá Trịnh Văn Thuyết, Phó trưởng Công an thành phố Hạ Long thông tin, ngay từ đầu năm, Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã, đặc biệt là đội cảnh sát hình sự, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm cờ bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Đến thời điểm này, Công an thành phố Hạ Long đã bắt giữ và xử lý trên 11 vụ với trên 50 đối tượng. Cơ quan công an bắt đầu xác định các đối tượng này giao dịch trên mạng Internet bằng các điểm ảo và quy đổi ra tiền thật là khoảng 150 tỷ đồng. Liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng, cơ quan công an đã tạm giữ 3 xe ô tô và 5 điện thoại di động các loại. Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hạ Long tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Với chiêu thức gửi đường link bình chọn cuộc thi ảnh nhằm chiếm đoạt tài khoản thông tin cá nhân, vay mượn tiền, nhiều đối tượng lừa đảo gần đây đã ngang nhiên tạo lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội Facebook giả của người dùng,
Thực tế, ngay từ những tháng đầu năm 2024, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua lời mời bình chọn trên Facebook. Lợi dụng việc bình chọn này, các đối tượng đã tìm cách đưa những đường link giả mạo xâm nhập vào tài khoản cá nhân, gửi lời mời bình chọn cho hàng trăm tài khoản khác là bạn bè, người quen của bị hại. Nếu ai chấp nhận lời yêu cầu tham gia bình chọn, tài khoản của người dùng ngay lập tức sẽ bị đánh cắp. Các đối tượng này sẽ sử dụng để đi lừa đảo. Theo Công an thành phố Hà Nội, các đối tượng lừa đảo này sẽ lợi dụng vào những mối quan hệ như giả dạng bạn bè, người thân, đối tác để khiến nhiều người không mảy may nghi ngờ mà đăng nhập vào website, bình chọn cuộc thi, đăng nhập số điện thoại, mật khẩu Facebook. Sau khi ăn cắp tài khoản Facebook xong, các đối tượng nghiên cứu mục tin nhắn Messenger, xem cách thức chủ tài khoản thường nhắn tin rồi giả làm chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để nhờ bình chọn cuộc thi trực tuyến, mượn tiền với nhiều lý do khác nhau. Trước thực trạng này, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng khi nhận được yêu cầu kết bạn từ người thân bằng tài khoản mạng xã hội nên xác minh thông tin qua việc gặp mặt trực tiếp, gọi điện thoại bằng số điện thoại được lưu trong danh bạ, không nên kiểm tra qua các ứng dụng mạng xã hội. Tác phẩm Thăng Long Huyền Diệu Hoa là điểm nhấn đặc biệt tại lễ hội sen Hà Nội năm nay khi được kết từ 10.000 bông hoa sen. Tác phẩm nghệ thuật bức tranh về hoa sen Thăng Long Huyền Diệu Hoa do kỷ lục gia nghệ nhân Lê Thị Lương và họa sĩ đương đại Migo Võ Quang Luân đến từ Pháp có chiều cao 4m, rộng 10m, được kết bằng 10.000 bông hoa sen. Nội dung chính của tác phẩm nghệ thuật là biểu tượng Đức Hạnh Bà Chúa Hoa Sen. Phối cảnh bức tranh 3D gồm pho tượng bà chúa hoa sen cao 3m, rộng 1,5m, sử dụng công nghệ in full 3D kết hợp điêu khắc thủ công bởi các nghệ nhân, hình ảnh hoa sen trang trí pho tượng và toàn cảnh bức tranh. Nguyên liệu từ hoa sen, vải lụa và một số phụ kiện mỹ thuật khác. Tác phẩm Thăng Long Huyền Diệu Hoa là thông điệp nhắc nhở về giá trị cội nguồn văn hóa dân tộc, thể hiện mối liên hệ giữa thế hệ hiện đại và tổ tiên, những con người và thiên nhiên. Toàn bộ 10.000 bông hoa sen do Hội Phụ Nữ Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, team Nhất Tâm và anh em trong cộng đồng Hoa Việt tài trợ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng du khách đã vượt 50% mục tiêu đề ra của năm. Đây là tín hiệu cho thấy sự phục hồi nhanh chóng của du lịch Việt Nam. Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch đã chuẩn bị nhiều sản phẩm mới để đón đầu mùa cao điểm đón khách quốc tế, kỳ vọng nhanh chóng cán đích đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Theo đó, ngoài những tour du lịch ấn tượng khám phá các vùng miền Việt Nam, còn có những sản phẩm kích cầu du lịch giúp du khách trải nghiệm những sản phẩm dịch vụ khách sạn 4-5 sao với giá cả hợp lý.